Xin khẳng định nhá, Lamin Yamal chắc chắn sẽ giành danh hiệu Golden Boy 2024 năm nay cho mà xem. Với nhiều người thì tuyên bố trên có vẻ còn quá sớm đúng không? Khi mà lễ trao giải thưởng Golden Boy năm nay còn chừng 2 tháng nữa mới diễn ra. Nhưng các bạn có công nhận với tôi một điều, nếu giải thưởng năm 2024 mà không trao tay cầu thủ 17 tuổi thì có phải là vô lý không? Mới rạng sáng nay thôi, tạp chí Fan Football đã chính thức công bố danh sách các đề cử giải thưởng cá nhân là Coppa Trophy dành cho cầu thủ có thành tích xuất sắc ở độ tuổi dưới 21. Trong số 10 cái tên có mặt ở danh sách ấy, nhìn đi nhìn lại thì làm gì có ai hơn được số 19 của Barcelona ở thời điểm hiện tại cơ chứ. Thậm chí nhiều người sau khi thấy danh sách được công bố còn tự nhủ, thế là chủ nhân của một trong 4 hạng mục đề cử của lễ trao giải năm nay đã biết trước chủ nhân, và tất nhiên đó là cái tên Lamine Yamal. Khẳng định trên còn vững vàng hơn nữa khi chúng ta nhìn sang danh sách các ứng cử viên cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. 30 cái tên toàn những siêu sao bóng đá thế giới, tự nhiên ở đâu xuất hiện một cậu nhóc mới 17 tuổi lù lù ở đó. Đáng nói 10 cầu thủ trẻ được đề cử cho giải thưởng Coppa Trophy, chẳng có bất cứ ai ngoài Yamal có mặt trong danh sách của quả bóng vàng cả. Theo thống kê, Lamine Yamal là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử góp mặt tại đề cử của bóng vàng của Fan Football. Cái tên gần nhất nắm giữ kỷ lục này không ai khác ngoài siêu sao Kylian Mbappe, khi tiền đạo của Real Madrid ở độ tuổi 18 đã chơi cực kỳ thăng hoa để đưa đội tuyển Pháp giành cúp vàng thế giới cách đây 6 năm. Cách đây một năm khi huyền thoại Lionel Messi nhận danh hiệu Ballon d'Or thứ 8 trong sự nghiệp, lúc được hỏi liệu cái tên nào của đội hình Barca lúc đó đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu này, siêu sao người Argentina đã khẳng định: "Tôi nghĩ đó là Lamine Yamal, người vẫn còn rất trẻ và đang chơi cho Barca sẽ có cơ hội này." Lời tiên tri ấy không ngờ lại đến sớm thế, nhưng mà cũng xứng đáng thôi, bởi lẽ Lamine Yamal trong mùa giải năm ngoái thực sự đã trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng tung cầu thế giới. Tốc độ mà cậu trai trẻ người Tây Ban Nha bước ra ánh sáng là quá nhanh, và phải khẳng định Yamal đã có một mùa giải thành công mỹ mãn. Trước khi chói sáng ở Euro 2024 trong hành trình cùng đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch châu Âu, Lamine Yamal trước đó đã chơi cực hay trong mùa đầu tiên chơi cho Barcelona. Anh chàng cũng đang sở hữu hai kỷ lục Guinness thế giới sau giải tại nước Đức vừa rồi, và tất nhiên nó đều liên quan đến tài năng quá lớn trong khi độ tuổi còn rất trẻ. Quay trở lại với Coppa Trophy, giải thưởng này sẽ được trao cùng buổi lễ vinh danh của bóng vàng năm nay diễn ra vào ngày 28 tháng 10 sắp tới. Với những gì đã làm được trong suốt một năm qua, Yamal quá xứng đáng để được vinh danh ở giải thưởng cá nhân cao quý này. Nếu chiến thắng trận sút 17 tuổi, sẽ trở thành cầu thủ thứ 3 thuộc biên chế Barca ấm giải sau Pedri năm 2021 và Gavi năm 2022 trong vòng 4 năm qua. Còn với danh hiệu Golden Boy, giải thưởng này cũng sẽ được tổ chức sau gala của bóng vàng không lâu. Và tất nhiên, người xứng đáng với nó nhất lúc này cũng chỉ có thể là Lamine Yamal mà thôi. Người hâm mộ đang thấy ở Lamine Yamal là tư chất của một siêu sao thực thụ. Từ khi ra mắt, phong độ cầu thủ luôn ổn định và ngày càng phát triển, và ở thời điểm hiện tại vẫn vậy, khi giờ đây cậu nhóc 17 tuổi đã là mảnh ghép quan trọng nhất trong lối chơi của Blaugrana, giúp họ đang vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng La Liga. Có lẽ từng ấy dẫn chứng là đủ để khẳng định lại để Lamine Yamal là chủ nhân của Golden Boy 2024.